Hello Ngọc. Ủa, chú Linh là đúng không ta? Trời ơi, xin chào. Trời ơi, đi đâu đây? Hôm nay Ngọc đi đâu đây? Đi mua quà sinh nhật cho anh Lu. Trời ơi, còn quá. Hello. Hôm nay Ngọc bận cái gì? Hôm nay Ngọc là củ cà rốt. Hôm nay bọn Hồ là củ cà rốt. Nhưng mà không có cái nón màu xanh lá cây không người ơi. Ai đã đầu tư cho tôi cái nón màu xanh lá cây làm tôi làm củ cà rốt chính thông. Cái khúc này sẽ dưới dạng kêu Lu để cái số tài khoản phía dưới. Anh Lu ơi, nhớ nếu mà tụi em làm xong clip này á, khi mà clip mua quà sinh nhật cho anh thì anh nhớ gắn cái link tài khoản ở dưới á, nói mọi người là mua cho em cái nón màu xanh lá cây để anh làm củ cà rốt nha anh. Sao à? Tại nếu mà quý khách có nhu cầu muốn mua cái đôi dép này thì có thể liên hệ cùng với Linh. Hiện tại thì size của cửa hàng bên Linh rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy thon gọn, tiện đẹp. Cái này sản phẩm rất là phù hợp với những cái giới trẻ. Đi chưa? Đi chưa mà biết? Đi chưa? Tại vì là hàng trưng bày. Chân của Linh nó hơi dơ, nếu mà đổ vô. Rất là nó cũng dễ thương. Mua đôi này đi chú. Giàu đúng không? Mua cái này cũng thích hợp với cái giày chứ bộ. Giày trắng đen dễ khó mà. Bỏ này thì nó có chữ hơi nhiều, nhưng mà con thì dễ thương. Hay quá. Bây giờ con nhắm mắt lại xong rồi. À đây bây giờ chọn phải trái đi. Ok. Từ từ. Bây giờ. Rồi chọn phải hay trái? Chọn tay phải. Chọn tay phải hả? Tay phải là bên phải đúng không? Bên phải, bên phải. Bên phải là bên nào? Thấy chưa? Định mệnh là lấy màu cam rồi. Họ không thiểu luôn. Vậy bây giờ mình sẽ tính tiền. Ok. Hôm nay thì hai cái. Một cái. Một cái cho Ngọc đội. Đỉnh đi chú. Hai cái luôn hả? Hai cái à? Một cái tặng một cái đội. Xung quanh tôi toàn là màu cam. Ủa gặp nữa nè. Ủa, đi đâu đây? Đâu vậy? Hay vậy ghê. Hello. Ê ơi đầm nhăn quá, sáng mới ủi. Xong hành trình đi mua quà cho bé Lu. Giờ thì let's go. Hello Ngọc. Quà cho anh Lu. Đúng không? Thường sợ là phải ôm cái gì đó chứ không? Đập trước giờ có chở ai không rồi? Trai á. Trời ơi. Không có nha. Em nghiệp. Tin cậy không? Đủ độ tin cậy không? Trời ơi. Nó chạy đi đây cho tới mô tô luôn rồi. Ây da. Để phải về phải. Đang sinh nhật. Tập trung nha, tập trung nha. Đi ăn sinh nhật.